Tô Đình Khánh và vợ lại có hành động ý nghĩa sau hôn lễ, chàng trai không chân chọn đúng người, tử tế cả đôi. Thời gian vừa qua, câu chuyện của chàng trai không chân Tô Đình Khánh khiến nhiều người ngưỡng mộ và yêu mến bởi nghị lực, ý chí vươn lên từ nghịch cảnh của anh. Mất đi đôi chân ở tuổi đời còn rất trẻ, Đình Khánh không những không đầu hàng trước số phận mà còn tự vực dậy, trở thành người có ích cho xã hội. Thế nhưng để có được cuộc sống như ngày hôm nay, Tô Đình Khánh cũng từng trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Trưa ngày 16 tháng 10 vừa qua, lễ cưới của anh Tô Đình Khánh, 30 tuổi, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và chị Trần Thị Thương, 26 tuổi, tỉnh Bình Định, đã diễn ra tại một nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào sáng cùng ngày, anh Khánh thực hiện nghi thức rước dâu. Không giấu được hạnh phúc, anh đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh đón dâu cô dâu Trần Thị Thương về nhà. Dù đã một tuần trôi qua, nhưng trên trang cá nhân những dư âm vẫn còn nguyên vẹn. Anh liên tục cập nhật hình ảnh về ngày vui và những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Cách đây vài ngày, Đình Khánh đã có chia sẻ trên mạng xã hội về việc vợ chồng anh sẽ không đi hưởng tuần trăng mật mà dùng tiền để dành cho từ thiện. Cụ thể, trong livestream sau đám cưới, anh chàng không chân cho biết vợ chồng anh đã thống nhất sẽ dùng tiền trăng mật để làm từ thiện. Nhiều người muốn chuyển khoản mừng cưới nhưng anh cũng nhất quyết không nhận, bởi rất nhiều người yêu mến đòi gửi tiền mừng nhưng Khánh không dám nhận. Khánh biết là nhiều khi nhận cũng không tốt lắm, ai mà chả thích tiền, Khánh cũng thích lắm nhưng mà Khánh không muốn nhận món quà đó. Thay vào đó, Khánh có một suy nghĩ khác, Khánh sẽ thực hiện một chuyến thiện nguyện, mọi người tin tưởng thì chuyển khoản vào đấy để Khánh đi làm từ thiện, giúp hoàn cảnh khó khăn khác. Như vậy thì Khánh sẽ nhận, còn để giữ cho riêng mình thì Khánh không muốn nhận. Nói là làm, vợ chồng Khánh đã đến mái ấm Thiện Duyên Củ Chi để thăm các bé có hoàn cảnh đặc biệt. Anh chia sẻ trên mạng như sau. Ngày Chủ nhật ý nghĩa cùng gia đình, hai vợ chồng Khánh Thương không đi tuần trăng mật, nhưng thay vào đó vợ chồng Khánh chọn đi thăm các bé có hoàn cảnh đặc biệt ở mái ấm Thiện Duyên Củ Chi. Vợ chồng Khánh trích 10 triệu từ tiền mừng đám cưới để mua sữa, bỉm, tả, mì và gạo cho các bé. Mong sao các bé luôn khỏe mạnh và may mắn hơn trong cuộc sống. Kèm theo bài đăng là những hình ảnh chụp tại mái ấm. Vợ chồng anh đem đến không khí vui vẻ, thoải mái cho các thành viên trong mái ấm và tặng quà cho họ. Việc làm, chia sẻ và lan tỏa tình yêu thương của vợ chồng Khánh đã nhận được lời khen từ người dùng mạng. Sau chuyến từ thiện tại Củ Chi, mới đây nhất Tô Đình Khánh đã cùng vợ và người thân trong gia đình đi phóng sanh cầu bình an, một hành động vô cùng nhân văn và ý nghĩa. Trên trang cá nhân, chàng trai không chân khoe loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc trả lại sự sống cho những chú cá lương. Ngay khi xuất hiện, bài đăng của Tô Đình Khánh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Ai nấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ cho tấm lòng của hai vợ chồng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng không quên gửi lời chúc động viên đến Khánh Thương. Tô Đình Khánh từ khi vực dậy từ biến cố đã mang trong mình khao khát được chia sẻ và truyền tải thông điệp sống tốt đẹp đến những mảnh đời bất hạnh. Anh có mặt tại nhiều buổi nói chuyện, các chuyến thiện nguyện xa gần. Ở anh, người ta nhận ra sống là không chỉ biết đến riêng mình mà còn để cho đi. Anh chàng không chân nhưng có động lực sống mạnh mẽ và từng việc làm đều mang đến ý nghĩa. Để lấy lại tinh thần sống, Đình Khánh đã vượt qua một năm đầy khó khăn khi mới phẫu thuật. Anh thấy mình không thể tiếp tục sống mà không có hy vọng hay niềm vui. Anh nhận ra bố mẹ cũng buồn nhiều, thậm chí lén khóc sau lưng anh. Thương gia đình, anh cố gắng tạo nên niềm vui và làm cho cả nhà vui. Anh biết khi thấy anh vui, bố mẹ sẽ cười nhiều hơn. Mọi người nói chuyện rôm rã hơn. Ngày cuối tuần, cả nhà cùng nấu ăn tâm sự. Đó là niềm hạnh phúc đơn giản nhưng đáng quý. Vào tháng 12 năm 2019, Khánh mua vé để cả nhà cùng đi nghe diễn giả người Australia Nick Vujicic diễn thuyết tại thành phố Hồ Chí Minh. Khánh may mắn được ngồi hàng đầu để nghe và tận mắt nhìn thấy anh Nick. Kể lại, Nick nói với mình, tôi đã nhìn thấy bạn ở ngoài kia, tôi rất ấn tượng vì dù bạn đã mất đi đôi chân nhưng ở bạn toát lên sự tự tin lạc quan rất lớn. Tôi muốn sau này bạn sẽ trở thành người thay tôi truyền cảm hứng, giúp những người Việt Nam, những người giống như bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy là suốt những năm qua, Khánh lặng lẽ đem niềm vui lan tỏa điều tích cực đến biết bao người trong cộng đồng. Thậm chí câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp giữa anh và cô gái tên Thương cũng đã nhận được ủng hộ rất lớn. Hiện tại, cả hai vợ chồng đang cùng nhau tạo nên những điều tốt đẹp hơn nữa cho cộng đồng. Niềm vui của mọi người cũng chính là niềm vui của họ.